Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 5, một tòa án tại New York đã kết tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Bồi thẩm đoàn đã tuyên ông Donald Trump phạm 34 tội danh trong vụ kiện cựu Tổng thống làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Kết thúc phiên tòa kéo dài suốt 7 tuần qua, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án tối cao Manhattan đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Với phán quyết này, ông Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự. Các công tố viên cáo buộc ông Trump dính líu tới một âm mưu nhằm hủy hoại tính trung thực của cuộc bầu cử năm 2016 và có hành động nhằm che giấu khoản tiền thanh toán cho Stormy Daniels để ngôi sao này không tiết lộ việc có quan hệ với ông Trump trong một phòng khách sạn ở Lake Tahoe hồi năm 2006. Sau khi rời khỏi phòng xử án, cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích phán quyết của tòa án là không công bằng, nhục nhã và gian lận. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa này cũng đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, gian lận và đang âm mưu làm tổn thương đối thủ chính trị. Thẩm phán John McCain cho biết, phiên tòa tuyên án ông Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7 tới, tức là chỉ 3 ngày trước khi diễn ra hội nghị toàn quốc Đảng Cộng hòa. Theo tờ báo New York Times, ông Donald Trump có thể phải đối mặt với bản án từ 16 tháng đến 4 năm tù. Tuy nhiên, do tuổi tác và lý lịch trong sạch, ông Trump có thể phải thụ án trong thời gian ngắn hơn hoặc không bị giam giữ. Trong ngày 30 tháng 5, các tờ báo hàng đầu tại Mỹ đồng loạt đưa tin cựu tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, vẫn có thể ra tranh cử vào tháng 11 tới, ngay cả khi ông bị tuyên án. Bài xã luận đăng ngày 30 tháng 5 trên báo New York Times cho biết, Hiến pháp Mỹ chỉ đề ra 3 tiêu chí đối với một ứng cử viên Tổng thống, bao gồm đối tượng là công dân Mỹ sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ, trên 35 tuổi và sinh sống tại Mỹ ít nhất 14 năm. Hiến pháp Mỹ không có quy định nào cấm một công dân phạm tội hình sự tham gia bầu cử. Tờ báo này cho biết thêm, sau khi một đạo luật được Nghị viện bang New York thông qua vào năm 2021, mọi công dân bị kết án hình sự không giam giữ đều đủ điều kiện để đăng ký bỏ phiếu. Ông Trump là cư dân New York và đăng ký bỏ phiếu tại Florida. Theo luật pháp nước Mỹ, đội ngũ pháp lý của ông Donald Trump có 30 ngày để thông báo có kháng cáo hay không và có thời hạn 6 tháng để nộp đơn kháng cáo. Trong khoảng thời gian kháng cáo, bị đơn sẽ không bị giam giữ. Trong khi đó, trang mạng Politico đưa tin lịch sử Mỹ từng có tiền lệ một ứng cử viên tổng thống tham gia tranh cử từ phòng giam của mình. Tại cuộc bầu cử năm 1920, ứng cử viên Đảng Xã hội Mỹ khi đó là Eugene V. Debs đã tham gia tranh cử tổng thống khi đang thụ án tù liên bang 10 năm tại Atlanta và ông đã nhận được gần 1 triệu phiếu bầu. Trước đó, trong phiên xét xử ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án tối cao Manhattan đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Trong vụ kiện tỷ phú này, làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Với phán quyết trên, ông Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị kết án hình sự. Ông Trump có thể sẽ phải đối mặt với bản án từ 16 tháng đến 4 năm tù. Trước đó, trong lúc nín thở chờ phán quyết trong vụ truy tố hình sự ở New York, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc đề xuất cố vấn Nhà Trắng về kinh tế và an ninh biên giới cho tỷ phú công nghệ Elon Musk nếu như ông chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Dẫn nhiều nguồn tin thân cận, tạp chí Phố Wall ngày 29 tháng 5 đưa tin, ông Donald Trump và ông Elon Musk đã cùng thảo luận về vị trí cố vấn cho giám đốc điều hành công ty sản xuất xe điện Tesla, cơ hội chính thức để bày tỏ quan điểm và tạo sức ảnh hưởng lên các chính sách kinh tế, an ninh biên giới. Đây cũng là những chủ đề mà tỷ phú Elon Musk thường xuyên bày tỏ công khai suy nghĩ trên mạng xã hội X. Theo Wall Street Journal, trước đây cựu Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk từng có mối quan hệ căng thẳng. Tuy nhiên, quan hệ của hai người dần trở nên nồng ấm hơn sau các cuộc trò chuyện qua điện thoại kể từ tháng 3 khi ông Trump lúc đó đang tìm kiếm các nhà tài trợ.
sau khi mua lại mạng xã hội Twitter và đổi tên thành mạng X vào năm 2022, ông Musk đã khôi phục tài khoản bị cấm của ông Donald Trump và yêu cầu ông Trump chăm hoạt động trên nền tảng hơn. Thậm chí Wall Street Journal tiết lộ, ông Elon Musk cùng với nhà đầu tư Nelson Peltz gần đây đã thảo luận về sáng kiến ngăn chặn gian lận cử tri với ông Trump, cũng như nỗ lực thuyết phục giới tinh hoa không ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhà sáng lập SpaceX cũng rất hay chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden quản lý an ninh biên giới với số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ tăng cao kỷ lục. Khả năng ông Elon Musk trở thành cố vấn trong Nhà Trắng dưới thời chính quyền ông Trump trong tương lai có thể làm phức tạp thêm vai trò lãnh đạo của ông tại các công ty do ông thành lập như Tesla, SpaceX, X và công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI. Là chủ sở hữu của Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk được hưởng lợi từ các chính sách và hợp đồng của chính phủ liên bang trong suốt nhiều năm qua, bao gồm các hợp đồng sản xuất tên lửa và hỗ trợ thuế cho xe điện. Ông Musk từng làm việc trong nhóm cố vấn kinh doanh tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump một thời gian ngắn. Nhưng vào năm 2017, nhà tỷ phú đã rời khỏi nhóm khi ông Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Trước đó, kênh truyền hình CNN ngày 28 tháng 4 công bố kết quả thăm dò do cơ quan dịch vụ dữ liệu SSRS tiến hành cho thấy, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa vẫn chiếm ưu thế so với Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay, mặc dù ông Trump đang phải hầu tòa về các cáo buộc hình sự. Kết quả thăm dò cho thấy trong cuộc tái đấu năm nay giữa hai ứng cử viên, ý kiến của người dân Mỹ về nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Trump và đương kim Tổng thống Biden có các dấu hiệu cho thấy ông Trump đang được cử tri ưa chuộng hơn khi phần lớn cử tri coi nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump thành công hơn so với nhiệm kỳ hiện tại của ông Biden. Cụ thể, sự ủng hộ của cử tri đối với ông Trump vẫn đứng vững ở mức 49% trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông Biden, trong khi ông Biden chỉ đạt 43%. Mặc dù Tổng thống đương nhiệm cũng từng đạt mức tín nhiệm 45% trong các cuộc thăm dò hồi tháng Giêng năm nay. Về tổng thể, 55% dân chúng hiện nay cho rằng nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump là thành công, so với 44% cho đó là thất bại. Điều này rất đáng chú ý nếu nhìn lại kết quả cuộc thăm dò hồi tháng 1 năm 2021 trước khi ông Trump rời Nhà Trắng và chỉ vài ngày sau cuộc bạo loạn hôm 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol cho thấy 55% người dân Mỹ coi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump là thất bại. Trong khi đó, đa số người dân Mỹ có cái nhìn tiêu cực về thành tích của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden khi 60% người Mỹ được hỏi không hài lòng với nhiệm kỳ Tổng thống của ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng và chỉ 40% người dân hài lòng. Xét trong từng lĩnh vực cụ thể, chỉ 45% dân Mỹ chấp thuận các chính sách chăm sóc y tế của Tổng thống Biden và 44% đồng ý với chính sách xóa nợ cho sinh viên của ông, trong khi chỉ có 28% chấp nhận và có tới 71% không ủng hộ với cách mà ông Biden ứng phó với cuộc chiến tranh Israel-Hamas đang tiếp diễn tại dải Gaza. Liên quan đến các vấn đề ưu tiên mà cử tri Mỹ quan tâm, kết quả cuộc khảo sát của SSR tiến hành từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 4 cho thấy có 58% cho rằng việc bảo vệ nền dân chủ Mỹ là quan trọng. Gần phân nửa dân Mỹ, tương đương 48%, coi các vấn đề về di dân, tội phạm và chính sách kiểm soát súng đạn là quan trọng. Tiếp đó là chăm sóc y tế 43%, nạo phá thai 42% và đề cử nhân sự vào tòa án tối cao Mỹ 39%.